Đồ. Em làm dâu miền Trung được rồi. Thân em như tấm lụa đào, phất phơ giữa chợ biết vào tay ai. Mọi người ơi, mọi người dần chân đến tìm chúng em. 3, 2, 1, giết. Đến đi chị. Chết. 2, 3. Vân và chị Thủy cùng với là chị Ly đã có mặt tại quán Bún Quậy. Anh hãy đón theo dõi tập này ở trên VTV9. Và lúc mấy giờ em quên. 3, 2, 1 vô. Đẹp bộ kìa anh. 1. Chị bắn, chị đứng ở dưới, chị bắn lên. Đồ. Tim nón lá sẽ là mâm cơm miền Trung, canh cải tôm, cá kho nghệ. Chả giò tôm mực. Cảm ơn đội Quay Thao tại vì đã cho Tim nón lá nấu món miền Trung, thì chắc là sau này chắc mấy chị em có duyên làm dâu miền Trung ấy. Đội nón lá được 10 điểm. Trời ơi, cái này đâm mình luôn, đâm đẹp luôn. Trời ơi, em làm dâu miền Trung được rồi. Chết rồi, thiệt á, không làm dâu bắt được đó mọi người, không biết gì hết trơn á. Ôi trời ơi, cái món tôi yêu. Eo ơi, mình làm dâu Hà Nội hơi bị được đấy. Số 5. Ủa có lừa đảo không vậy? Sao món đồ món thứ 5 này với món thứ 2 giống nhau vậy? Đương nhớ không lầm là năm tô đầu tiên thấy nó y nhau. Ê, em nói nghe là sao cái nước lẹo giống nhau vậy ta? Bây giờ là món thứ 8 nha. Trời ơi, chương trình chơi khó quá nè. Còn một cái là cái bộ chị cái kia là Bún bùng. Bún bùng. 2 miếng là ngất ngay, 3 miếng là đắng say, 4 miếng là xỉu luôn. Cảm ơn chị. Cố lên. Sợ quá nè. Chị ơi thả em đi. Cố lên Vân ơi. 2 cái thôi. Ý chị chém rồi chị. Chém kìa. Trời ơi. Lần này tham gia chương trình Việt Nam Quay Nó, đây là một cái trải nghiệm mà Vân nghĩ là nó vô cùng đặc biệt, và mình nghĩ là sẽ khó có một lần nào nữa có thể được vui cùng mọi người. Mình đã làm được một cái việc là mình có thể kết nối được những cái người chị với nhau đến tận bây giờ, và càng ngày thì các chị em hiểu nhau hơn, thương nhau nhiều hơn. Qua chương trình này thì biết ơn mọi người rất là nhiều. Có lẽ là đây là chương trình mà mình cảm thấy rất là vui khi mà mình được tham gia trong 2 năm đương nhiệm của Vân. Vân hy vọng rằng sau chương trình này, sau hết tất cả các tập, dù đội nào có chiến thắng đi nữa thì tất cả chị em mình cũng sẽ là những người chị em tốt của nhau.